Hello mọi người, mình là Hưng Xe Cỏ đây. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em hai chiếc xe tay ga phân khối lớn của nhà Honda. Trước mắt anh em đây là chiếc Honda Forza 750 đời 2023. Và chiếc xe này được nhập hải quan chính ngạch về Việt Nam nha anh em. Và kế bên nó là em Honda XADV 750. Đây cũng là một dòng xe tay ga phân khối lớn của nhà Honda. Và chiếc xe này thì nó cũng gồm có 3 màu ở thị trường Việt Nam mình. Như chiếc trước mắt anh em đây là chiếc màu xám xi măng, và nó có một phiên bản màu trắng và một phiên bản màu xám mờ. Đấy, thì dòng XADV này là một dòng xe có thể đi đa địa hình, vừa đi off-road nhẹ được và cũng có thể đi đường trường, đi tour xa. Và chiếc xe này nó cũng trang bị hộp số Dual Clutch Emission, nó là hộp số liên hợp kép 6 cấp giống như là những dòng ô tô ô tô. Đấy, thì chiếc xe nó trang bị bánh căm vỏ không ruột nha anh em. Và chiếc xe này thì nó đi cái niềng căm, những cái chân căm nó được chĩa ra bên ngoài như thế này đó, để nó đi vỏ không ruột thì cũng rất là hay nha. Và bên cạnh đó thì đây là những chiếc xe còn nằm nguyên trong thùng. Nếu mà anh em muốn mua một chiếc xe thùng thì anh em cũng có thể lựa chọn những chiếc xe này. Đấy, đây là phiên bản màu trắng đen. Thì cái phiên bản màu này nó cũng mới vừa ra mắt của năm 2023 luôn anh em. Đấy, xe nhập về từ châu Âu thì nó còn nguyên trong thùng và chưa có ráp bánh nha. Đây là những chiếc xe thì đã ráp bánh sẵn rồi. Nếu mà anh em muốn tiện hơn thì có thể mua chiếc xe ráp bánh sẵn. Đấy, màu xám xi măng thì vẫn là cái màu hot trend. Và trên kính chắn gió của chiếc xe này thì nó cũng có thể điều chỉnh lên xuống được. Đấy, còn Honda Forza 750 thì kính chắn gió nó nằm cố định, không có chỉnh lên xuống. Và xe thì cũng đã trang bị đèn full LED hết rồi. Ở đời trước của nó thì nó đi bóng halogen, còn bây giờ thì nó đi bóng LED. Đấy, và thiết kế gầm của xe thì cũng tương đối là cao, cao lên đến khoảng 16cm nha anh em. Và bô của nó cũng nằm cao. Đấy, anh em có thể nhìn thấy cái đầu bô nó chết lên trên trời, thì không có sợ bị ngập nước. Đấy, ở đây là cái gác chân sau nó nằm ốp sát với cái phần thân xe, cho nên cũng không có sợ bị vướng, và khi anh em đi hai người thì có thể mở ra. Đấy, phần bô thì chết cao lên để chống ngập nước ha. Và đây là cái vách động cơ, thì cái vách động cơ này nó là cái ốp nhựa bên ngoài, nó sẽ giúp cho mình không có bị phỏng khi mà để chân. Đấy, và chiếc xe thì cũng có tay lái ngang, ghi đông nằm ngang. Và xe sử dụng chìa khóa từ Smart Key nha. Đấy, rất là tiện lợi cho anh em luôn. Và các nút mở yên, mở nắp xăng thì cũng đều bằng điện. Đây là cùm công tắc của xe. Thì xe này nó có thể chạy số tự động, hoặc là anh em có thể chuyển sang số tay, sang số bằng tay ở trên cùm ghi đông ở bên tay trái. Đấy, và đây là cái phanh tay. Khi mà mình đậu xe, mình có thể kéo phanh tay giống như là những chiếc ô tô. Và đây là cái cụm điều khiển ở bên tay trái ha. Và ở đây thì nó cũng có các chế độ chạy. Xe này thì nó bao gồm 5 mode chạy nha anh em. Đó, và cái nút ở bên dưới là nút sang số, cũng như là nút bên trên là nút lên số nè. Đó, lên số cộng trừ. Đây là cái đèn pha. Đấy, mọi các công tắc chức năng thì nó cũng nằm ở trên ghi đông tay lái, cho nên điều chỉnh nó cũng rất là nhanh. Và đây là chiếc Honda Forza 750. Nếu mà anh em thích một chiếc xe đi phố và đi đường trường thì anh em có thể lựa chọn em xe này. Đấy, xe này thì nó không thiên về đi địa hình, nó chủ yếu là đi đường trường và đường phố. Đấy, xe thì trang bị bánh mâm nha anh em. Forza 750 là trang bị bánh mâm, XADV là trang bị bánh căm. Đấy, thì dòng Forza này và cũng như là XADV thì nó cũng xài chung cục máy hết, xài chung cục máy với nhau, hai xi lanh thẳng hàng, và cho công suất cũng lên đến là khoảng 60 mã lực. Đấy, cái đời mới bây giờ thì động cơ máy móc nó cũng có tinh chỉnh, cho nên giúp chiếc xe mình tăng tốc cũng rất là tốt. Đây là chiếc xe màu xám mờ. Đấy, anh em cũng có thể gọi là bạc mờ cũng được. Nó thiên về cái tông hơi xám xám. Và XADV thì ở thị trường Việt Nam mình nhập về là có 3 màu. Đấy, và cái màu trắng đen này là cái màu phối tem,
nhìn nó cũng đẹp mắt. Đó. Thì anh em nào thích cái màu xe nào thì anh em cũng có thể lựa chọn ha, sao cho phù hợp với anh em thôi. Đấy, xe thì cũng trang bị phuộc trước upside down hành trình ngược của Showa và nó cũng có thể điều chỉnh được. Và em Honda Forza thì nó có hai màu. Như hồi nãy quay là màu xám nòng súng, còn đây là cái màu đen mờ của Honda Forza. Đấy, xe cũng còn nằm nguyên trong thùng như thế này. Anh em thích thì tự tay khui thùng, mình sẽ giao nguyên xe nguyên thùng cho anh em. Đấy, có nhiều anh em thì thích giữ cái thùng để làm kỷ niệm. Đó, xe thì là xe mới hết, nhập hải quan chính ngạch. Và xe này là được sản xuất tại thị trường Nhật Bản và xuất cho thị trường châu Âu nha anh em. Đấy, ở châu Âu thì họ không có sản xuất cái dòng xe này, chỉ có ở Nhật họ sản xuất ra và xuất cho thị trường châu Âu. Đấy, cái này là do Honda châu Âu họ đặt, cho nên ở thị trường châu Âu bán những cái dòng xe này cũng khá là nhiều. Đó, màu đen mờ thì cũng rất là nam tính nha anh em, rất là đẹp luôn. Đấy, anh em nào muốn xem trực tiếp thì anh em cũng có thể liên hệ với mình để mà xem xe trực tiếp nha. Đó, tất cả các xe là đều nhập về từ châu Âu hết và đều có hóa đơn chứng từ đầy đủ, cho nên chiếc xe này ra tên cũng rất là vô tư và bình thường. Đó. Em này thì chức năng cũng đều giống với dòng XADV, màn hình